Đây là cách mà mình kho cá nục mùi vị y như cá hộp. Vừa bưng nồi cá kho ra, chồng mình hỏi: "Nay ăn cá hộp hả em?" Là thấy thành công rồi đó các bạn. Để làm được món này cũng không khó. Gia vị gồm hành tím sắc lát, tỏi bầm bỏ vào nồi, thêm vào hạt nêm, muối, đường, nước mắm, tương ớt và tương cà. Sau đó cho nước vào khuấy đều. Mình sẽ không cho cá vào ướp chung hỗn hợp nha các bạn. Vì nội mình nói muốn kho cá biển ngon và không bị tanh thì mình phải bắt nước, nêm gia vị trước. Nước sôi thì mình mới cho cá vào. Thật ra để làm ra được món này, mình phải kết hợp kinh nghiệm của bà nội mình dạy nè, cách má chồng mình ướp cá nữa nè, và cuối cùng là khẩu vị của vợ chồng mình đó. Nên khi ăn, anh chồng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, mà còn lại nói: "Em thấy chưa, đâu phải anh kén ăn, không chịu ăn cá, mà tại anh không ăn cá sông, nó tanh thôi." Cá nào không tanh đúng không các bạn? Quan trọng là cách mình khử mùi tanh thôi. Bắt nồi nước, gia vị lên đun sôi. Khi nước đã sôi thì mình bỏ cá nục vào, dặn lửa nhỏ và đậy nắp lại. Khi cá đã bắt đầu thấm gia vị thì mình cho thêm sa tế vào nhé các bạn. Sau đó thì mình hầm đến khi nước sền sệt lại là được. Nếu ai muốn ăn luôn cả xương cá như là cá hộp thì mình có thể thêm nước vào. Hầm khoảng 1 tiếng là được đó các bạn. Cá chín rồi thì mình cho thêm vài trái ớt, tắt bếp rồi cho thêm đầu hành lá lên trên. Vậy là dọn cơm lên được rồi đó các bạn. Cơm cá nóng hổi, ăn ngay ngày mưa, cay cay, mặn mặn, thơm thơm, ta nói nó ngon gì đâu luôn á. Giờ thì mời các bạn ăn cơm cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn và gia đình có một bữa cơm đầm ấm và hạnh phúc nhé.